Xin chào các bạn, có thể bạn thử hỏi tại sao đang xem video này. Vâng, xin chúc mừng bạn, đây là video dành tặng cho bạn. Video nói về 6 tính cách tâm lý học phụ nữ phổ biến ít được chia sẻ nhất. Trong video tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn. Trước khi vào vấn đề chính, tôi mong muốn các bạn hãy đăng ký kênh và bấm chuông thông báo và comment ý kiến đóng góp để admin củng cố thêm nhé. Vâng, tán gái không khó. Nếu chúng ta biết các loại tâm lý từng mẫu bạn gái thì chúng ta có thể chắc chắn tán độ em yêu. Tuy nhiên cũng không hề đơn giản. Vậy mẫu chốt ở đâu? Tôi không nói vòng vo nữa, xin đi vào vấn đề chính. Hiện nay theo khảo sát của các nhà tâm lý học các trường đại học nổi tiếng, các kiểu mẫu tính cách con gái được chia làm 6 nhóm. Vậy 6 nhóm tính cách đó là gì? Tôi tạm gọi là 6 nhóm cho dễ hiểu. Tại sao tôi lại đặt là tạm gọi? Nói dễ hiểu tôi sẽ chia ra như thế này. Thứ nhất, nhóm có tính cách lãng mạn. Thứ hai, nhóm có tính cách thích hàng hiệu. Thứ ba, nhóm có học vấn cao. Thứ tư, nhóm sống nội tâm. Thứ năm, nhóm nhút nhát. Thứ sáu, nhóm kén cá trốn cảnh. Tôi tạm gọi là 6 nhóm tính cách. Sau đây tôi sẽ đi vào phân tích tính cách từng nhóm, xem các nhóm có các ưu nhược điểm như thế nào. Tại sao tôi lại chia làm 6 nhóm? Bởi bây giờ tôi sẽ đi vào vấn đề chính. Trong 6 nhóm sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Các bạn nghe xem bạn gái mình sẽ chinh phục thuộc về nhóm có tính cách nào nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nhóm tính cách lãng mạn có ưu nhược điểm như thế nào nhé. Xét về ưu điểm, nhóm phụ nữ này phải nói là rất là lãng mạn, họ thường có sở thích, thích các chàng trai ga lăng, lịch thiệp, sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp, hiểu theo kiểu nghĩa đen, anh hùng cứu mỹ nhân. Thế thì muốn theo đuổi mẫu bạn gái này, bạn phải thật sự anh hùng, phải ga lăng hết mức, đại loại như nàng rất thích bạn mở cửa xe, kéo ghế xe, bụng bé cô ấy, vân vân. Nói chung lại với nhóm tính cách này, bạn xác định là gu của bạn, bạn nên thể hiện sự quan tâm và chăm sóc thường xuyên, đặc biệt bạn nên thể hiện bạn là người trưởng thành, một chàng trai lịch thiệp chủ đáo và ga lăng là người sẵn sàng đưa vai cho nàng tựa. Thông thường phụ nữ lãng mạn rất thích hoa và được ôm. Tôi vừa nói về nhóm tính cách lãng mạn. Vậy nhóm tính cách thứ hai có gì khác biệt, lại được gọi là nhóm thích hàng hiệu? Nhóm bạn gái này có sở thích sắm hàng hiệu đi trước phòng trào. Đại loại như mẫu điện thoại mới nhất, hãng xe xịn nhất, thời trang hot nhất. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì mẫu bạn gái này cực kỳ giỏi kiếm tiền. Tuy nhiên cái gì dễ có được cũng như không hề dễ lấy được. Mẫu phụ nữ này có thể rất khó chiều, rất biết tiêu tiền. Nếu như, tôi nói nếu như, bạn mà tán thỉnh được một em gái thích hàng hiệu, đó là một may mắn cho bạn, bởi vì các nàng thuộc nhóm tính cách này ít khi xin tiền người khác, rất chủ động về tài chính. Ở nhóm phụ nữ này họ luôn có một nhược điểm chung là họ thích được khen, thích được khuyến khích, thích nổi tiếng nhưng lại sợ cô đơn. Bạn thấy thế nào về mẫu bạn gái thích hàng hiệu? Nếu chọn phải cô nàng như thế này, liệu cô ấy có phải là cố máy tiêu xài tiền của bạn không? Thật ra sự thật là như thế nào thì tôi cũng muốn biết. Nhưng tôi có một kinh nghiệm như thế này. Theo đuổi một cô gái thích hàng hiệu, không có nghĩa là một túp lều tranh hai quả tim vàng có thể ổn. Bạn phải là một chàng trai có thu nhập tương đối ổn, đôi khi bạn phải chi trả tiền mua sắm cho nàng, bạn phải có tâm lý nụ sâu, một trái tim nhân hậu, có khi bạn có thể được cô ấy để ý đến. Tôi vừa bật mí về mẫu bạn gái thích hàng hiệu, vậy bạn còn ý kiến nào khác xin hãy comment để admin củng cố thêm. Quay lại với vấn đề chính, cũng nói về nhóm học vấn cao. Thế thì nhóm học vấn cao có gì khác biệt so với nhóm thích mua sắm hàng hiệu? Nhóm bạn gái này thông thường rất thông minh, ít nói, tháo bắt, rất thích sự kiện toàn. Con người sạch sẽ, rất tuân thủ thời gian, kể cả nghĩa đen. Mẫu phụ nữ này rất khó làm thân, rất khó tán. Thế thì khai thác điểm yếu của nàng ở đâu đây? Phải nói là mẫu phụ nữ này rất khó để khai thác điểm yếu nếu bạn không đủ kiên trì. Theo tìm hiểu và thống kê số học của các trường đại học thì mẫu bạn gái thuộc nhóm có học vấn cao chỉ kết hôn với các bạn cùng học hoặc cùng trường hay cùng đơn vị công tác. Thế thì chúng ta cùng đi vào phân tích có một nguyên nhân có thể thuyết phục như thế này. Những người có học vấn cao sẽ thường có tình cảm với các bạn trai lâu năm. Vậy muốn tán được em gái có học vấn cao? Theo cá nhân tôi cũng không biết điểm yếu của các nàng là gì, khách quan mà nói chỉ có một cách, dùng tình cảm chân thành. Theo đuổi giết không bỏ cuộc, theo đuổi mạnh mẽ, cho đến khi nàng gật đầu là ok. Đi vào nhóm tính cách tâm lý các nàng sống nội tâm. Nhóm bạn gái này có thể dễ dàng hơn một chút đối với các bạn trai không đủ mạnh mẽ và ga lăng. Nhóm phụ nữ này có tính cách mạnh mẽ, ít nói, rất khó thân, nhưng lại rất nổi bật trong mắt mọi người. Thế thì họ có điểm yếu gì để các bạn FA khai thác trái tim đây? Tôi sẽ bật mí cho bạn biết, theo quan điểm đánh giá khách quan của tôi thì những người có cuộc sống nội tâm, họ rất cô đơn nhưng lại ít bộc lộ cảm xúc. Họ thích được tin tưởng vào ai đó, thích được khóc như một đứa trẻ, thích được tựa vai vào ai đó. Thế thì muốn có được nàng chắc là bạn tự biết rồi đó nhỉ. Thế thì tâm lý của cô nàng nhút nhát sẽ là như thế nào? Mẫu bạn gái nhút nhát họ có điểm chung chung tới 90%. Thứ nhất, không thích bộc lộ cảm xúc. Thứ hai, không thích khoe khoang. Thứ ba, không thích công khai tình yêu.
thích cảm giác thoải mái, thích nói chuyện một mình. Nó là mẫu bạn gái nhút nhát, bạn nắm được bằng đó là có thể chinh phục được nàng. Vậy mẫu tâm lý kén cá chọn canh có gì đặc biệt mà đa số các bạn trai lại bỏ qua mẫu phụ nữ này? Mẫu phụ nữ kén cá chọn canh thường rất kỹ tính, sạch sẽ, nóng nảy, lúc nào cũng không thấy thoải mái. Nhóm bạn gái này nói chung rất khó tán. Theo thầy giáo của tôi chia sẻ thì mẫu bạn gái này muốn tán được thì trong bản thân bạn phải rất tâm lý. Phải biết mở nút và tháo gỡ nút. Tôi vừa tóm tắt sơ lược về 6 nhóm tính cách của phụ nữ. Bạn thích mẫu bạn gái ở nhóm nào nhất? Hoặc biết thêm nhóm tính cách nào khác không? Hãy comment lời suy nghĩ của bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Chúc bạn tìm được một nửa tuyệt vời nhất của riêng bạn. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo.